Chào các bạn, trước mặt mình hiện giờ là chiếc Nokia N1, nhưng mà mình sẽ không trên tay cho các bạn xem chiếc máy này. Bạn TDNC đã làm rồi. Hôm nay mình cho các bạn xem đó là cái cổng USB Type-C. Thì Nokia N1 là cái thiết bị thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng cái chuẩn USB mới này, chuẩn cổng USB mới này. Nó được xây dựng dựa trên cấu hình đặc tả của USB 3.1. Và điểm đặc biệt đó là bạn có thể cắm bất kỳ mặt nào cũng được, giống như kiểu cáp Lightning của Apple. Thì ở đây là cái cổng, bạn có thể thấy là nó được làm rất là đồng dạng, cho nên bạn có thể cắm mặt nào cũng được ha. Đó, nhỏ gọn. Và cái cổng này không chỉ để truyền dữ liệu mà nó còn có thể được truyền điện và thậm chí là sạc luôn cả laptop cũng được. Chiếc MacBook Air Retina trong thời gian tới được đồn là sẽ sử dụng chỉ cổng USB Type-C này thôi. Ở đây là cái cổng ở trên cổng sạc của con Nokia N1. Đây là cái chỗ cắm vào, thì nó cũng có hình dạng đồng dạng luôn, cho nên bạn cắm mặt trên dưới đều được. Tưởng tượng lúc mà tối lò mò đi cắm dây sạc thì bạn sẽ không có phải mò mẫm nữa, cứ cắm vào là xong, đút vào là xong, khá là hay. Ở đây mình có sẵn một sợi Lightning, thì bạn có thể thấy đây là sợi Lightning của Apple, thì nó có hai cái mặt tiếp xúc nó lộ ra ngoài, còn USB Type-C thì nó đưa những cái cháu tiếp xúc này vào trong. Sẽ thử cắm cái sợi cáp này vào cái máy Mini N1. Thì đây là cái cổng ha, bạn có thể thấy là mình có thể ghim vào như thế này cũng được, hoặc là mình lật ra, mình lật cái mặt này lại và mình ghim vào. Xin lỗi các bạn, hơi rung. Đó, mình ghim mặt nào cũng được, rất là tiện. Đây mình có so sánh cho các bạn xem nè. Đó, ở đây. Đó, mình cầm hai cái sợi cáp đây. Đó, bạn thấy là cái sợi cáp Lightning thì nó để lộ mấy cái pin tiếp xúc ra ngoài, mấy cái chân tiếp xúc ra ngoài, còn USB Type-C thì nó giấu vào trong. Cả hai đều được thiết kế đồng dạng. Đó, cơ bản là vậy. Và cái USB Type-C này sẽ được phổ biến trong tương lai. Nó có thể sẽ được mang lên cả thiết bị di động luôn, cả điện thoại luôn. Hy vọng là nếu mà USB Type-C này phổ biến rồi thì Apple họ có thể bỏ được Lightning và chuyển qua xài Type-C. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn các bạn.